Một trong những giá trị cốt lõi của Artistry là hình dung, vẻ ngoài độc đáo và đầy sang trọng chính là lời phản hồi sâu sắc cho quá trình hình dung, nổi bật, độc quyền và khác biệt. Nét độc đáo của bao bì sản phẩm được thể hiện qua thiết kế Crescendo. Khi nói đến Artistry, chúng tôi muốn đề cập đến vẻ đẹp không ngừng tỏa sáng và chất trữ tình mang phong cách Ý, kết nối âm nhạc, giai điệu và cảm xúc chạm đến ngoài trái tim. Đó là thời kỳ của những tư duy mới, những khám phá mới, hình dung mới, phát minh mới và sự khởi đầu của một kỷ nguyên làm đẹp mới. Chúng tôi tìm kiếm điểm giao thoa giữa sự thanh tao, sự chính xác cùng góc nhìn nghệ thuật kiến trúc. Thiết kế tinh tế luôn gắn liền với chất lượng uy tín. Khi cầm sản phẩm trên tay, mọi người đều tin rằng bên trong sản phẩm là thành quả của một quá trình tìm kiếm và nghiên cứu. Giá trị của thiết kế còn được thể hiện qua sắc hồng Sapa, tạo nên nét khác biệt cho sản phẩm. Trong quá trình nỗ lực khẳng định thương hiệu, chúng tôi nhận thấy một điều căn nguyên rằng một chút sắc vàng ánh kim khẳng định đẳng cấp của sản phẩm. Thiết kế Crescendo biểu tượng cho tác phẩm nghệ thuật mà bạn có thể nâng niu và yêu quý mỗi ngày. Chúng tôi trao cho phụ nữ một công cụ để họ chinh phục ước mơ của mình.